Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Yeah, yeah. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một video ẩm thực nữa nha. Yeah. Mình nghĩ là hôm nay mình sẽ không làm một món nữa, sẽ làm hai món nha mấy bạn. Bây giờ thì mình đang rất là thèm gà gán luôn, nhưng mà trưa nắng thì mình rất là làm biếng để đi ra ngoài đường mua, cho nên là mình sẽ làm tại nhà. Và đặc biệt hơn nữa, nếu như mà ăn gà gán thì phải ăn thêm mì cay nữa mấy bạn ơi. Nhưng mà gà gán là phải ăn mì khô, mì trộn đó mấy bạn. Ngày hôm nay mình sẽ làm gà gán với lại mì cay ăn tại nhà, nó đã cái nư nha mấy bạn. Cũng làm biếng ra đường ăn quá, với lại đi một mình thì nó cũng hơi buồn. Để bữa nào mình thử làm một cái tour đi ngoài đường một mình á, rồi quay clip ăn vặt cho mấy bạn xem nha. Còn bây giờ thì chúng ta về nhà thôi, let's go. Bột chiên xù, chiên giò, gói mì là những cái cánh gà mà chỉ có cái khúc giữa thôi á mấy bạn. Đã rửa sạch và ướp là đường, muối, bột ngọt, tiêu, nước mắm, hạt nêm trong này rồi, cho nó thấm gia vị đi. Kế bên nhà mình có đám ma mấy bạn nên hơi ồn, mấy bạn thông cảm nha. Đèn xúc xích nha, xúc xích. Xúc xích siêu bự luôn. Không phải là phú xúc xích là gút gà đi học rồi, cho nên là có bữa nào mà thứ bảy hoặc là chủ nhật thì mới có thể quay chung với mình, còn không thì phải ở nhà học với bạn, chuẩn bị thi học kỳ 2 rồi. Đấy. Cánh gà này thì nó chỉ có cái phần giữa thôi à, ăn một cái mình tuốt cái xương một cái mọt luôn á trời. Hôm nay mình mua nửa ký cánh gà nha. Nửa ký cánh gà này thì là 50.000. Mình mua ở trên mạng chứ không phải là mình mua ngoài chợ nha. Tại ngoài chợ người ta bán nguyên cái cánh rồi mà, không có ai mà chặt cái khúc này ra bán cho mình hết trơn á. Chiên á, mình phải đứng xa xa ra. Thứ nhất là bảo vệ nhan sắc. Thứ hai nữa, mấy bạn biết sao không? Cái dầu nó lên á, mình hửi cái dầu một chút mình ăn không có được, mình ăn không có ngon. Giống như là mình làm cái gì rồi á, mình ăn không có nổi. Người ăn á, người ta sẽ thấy ngon, còn mình làm mình sẽ thấy không ngon. Cho nên mình đứng xa xa cái chỗ dầu ra là mình sẽ không có hửi được cái dầu một chút xíu nữa, mình sẽ ăn rất là mạnh nuốt luôn nha mấy bạn. Rồi mình sẽ chuẩn bị làm cái bột để mà nhúng cánh gà vô nha các bạn ơi. Ít bột thôi chứ không cần nhiều mấy bạn. Tại vì á, nhiều đó bột là có thể chiên được 50 cái cánh gà luôn á. Mình sẽ đổ cái bột chiên giòn ra nha. Mình sẽ cho vô cái chén. Cánh gà này nó rất là mau chín luôn các bạn ơi. Chỉ cần mà nó chín chín xương xương nữa là mình chiên mấy cây xúc xích luôn nha. Giờ mình sẽ thử nhúng cái này vô trong đây rồi mình sẽ làm gà KFC luôn nha các bạn. Wow. Cho qua đây. Đôi tay này để hốt bột lên. Bây giờ chỉ cần luộc mì nữa là xong các bạn ơi. Mình đã làm xong cánh gà với lại xúc xích rồi. Mì thì mình đang luộc ở đây nha. Bây giờ mình đã làm xong rồi, mời các bạn thưởng thức chung với mình nha. Mì mình đã trộn chung với lại sốt sam giang với lại nấm. Bây giờ thì mình sẽ ăn trước một đũa mì nha. Ngon quá các bạn ơi. Chùm với tương ớt với mai anh em đi xa nha. Mời các bạn nha. Ngon quá. Mm.
giòn lắm luôn. Cánh gà công nhận mình chiên ngon thiệt luôn á. Làm thì mệt, ăn thì ngon. Quá ngon. Dần dần thơm thơm béo béo, ướp cánh gà rất là thấm gia vị nha. Đậm chất gà rán của Quỳnh Như Vlog luôn á. Ai làm gà rán mà ngon dữ. Ăn thấy mê luôn á mấy bạn. Vừa ăn múc bao mà vừa nghe hàng xóm chửi lộn, quá ghê. Uống tí xíu nước trà lóc tơ hanh cho nó thanh lọc cơ thể các bạn ơi. Ngon quá. Béo thiệt. Cánh gà nè là cái phần mà nó thịt nó ngon nhất mình thấy vậy luôn á. Ngon hơn cái cục thịt mà gần ở trong cái ức. Với lại cái cánh ngoài nó xương không, nó không có thịt nhiều. Cái chỗ này là có thịt nhiều mà nó lại ngon nhất luôn á.
Nãy giờ là mình ăn hết 4 cái trứng gà rồi. Ghê chưa? Chuẩn bị ăn hết một cây xúc xích. Nó mà dính vô cái nước mì á thì nó sẽ không có ngon. Ăn cái cánh bé bé. Giòn đậm mà riết cái lỗ tai luôn á. Mấy bạn có hay hỏi mình cái bột chiên giòn gì á, thì cái bột chiên giòn này nó tên là bột chiên giòn ti ti nha. Chiên ăn y chang như là mình ăn gà rán ở ngoài cửa hàng luôn á, chứ không phải là bột chiên giòn mà bình thường mình hay mua cái bịch mà là xù xù, ý bột chiên xù chứ bột chiên xù ti ti, cái bịch màu cam á. Ăn nó không có bị cứng cái miếng bột, mà nó rất là giòn, nó rất là ngon. Ăn đồ chiên là phải uống nước đá cho nó đã nha. Ăn đồ chiên mà uống nước lọc không, nó không đã. Uống nước đá đã, uống nước ngọt có ga còn đã dữ luôn, uống trà sữa còn đã dữ luôn. Ăn một hơi là thấy đã no đầy bụng rồi đó các bạn. Ăn hết tại xúc xích nghỉ nha. Mình là thích ăn xúc xích chứ không thích lắm. Mình thích ăn gà rán hơn. Con Phú nhà chắc nó sẽ giải quyết mấy cây xúc xích này cho mình. Giờ này là nó chuẩn bị đi học à. Đúng là con nít mà. Mình thì thích học online, còn nít thì nó không thích học online, nó thích đi học trong trường, có bạn, có bè, đồ chơi cho vui. Còn mình thấy học online là khỏe nhất luôn á. Không có tuân thủ theo cái quy tắc gì trong trường hết trơn. Không mặc đồng phục nè, ăn vụng trong giờ học nè. Không gặp nhiều người nè, không đi ra đường nè, chỉ ở nhà nè. Mình là thích vẽ giống như tự kỷ vậy các bạn. Học nhà nó vui, nó khỏe, nó hay hơn. Mình khoái vậy hơn. Không biết suy nghĩ của mình vậy có đúng không, theo ý mấy bạn không, nhưng mà mình thích ở nhà hơn. Mà chắc mấy bạn thích trong trường hơn. Lòng quá. Ăn bữa nay rồi sẽ đã gà rán vài bữa luôn.
ngầu quá. Quá đã luôn mấy bạn ơi. Ăn bữa nay đó, tao nói nó đã thèm luôn á. Mua chỉ có mua thêm gà thôi, mì nhà mình có với nấm nè. Hồi bữa mình làm cái nấm kim châm, nấm đùi gà, mấy bạn kêu nấm bầu ngư, sốt với tương ớt Hàn Quốc á, mình trộn vô trong mì mình ăn luôn. Kêu chiên thêm 4 cây xúc xích ở nhà có nữa. Là được mâm luôn, ăn nãy giờ. Ăn ngon, ngon miệng mà giờ ăn no quá, mệt quá mấy bạn ơi. Nếu các bạn thấy mình làm nhiều cái món ăn vặt như thế này hay thú vị á, thì các bạn hãy để lại cho mình một like. Mình sẽ tìm nhiều món ăn mít lại với nhau, kiểu trộn, pha trộn lại, pha chế lại cho nó ra một cái mâm có này có kia, để nhìn ăn một cái thì nó ngán, đúng không? Này có này có kia, ăn qua ăn lại vậy nhìn cho nó đã con mắt mà nó no cái bụng nữa mấy bạn. Ăn á, nhiều á thì nó ngon, mà làm nhiều quá thì ăn không hết, mà ăn nhiều quá thì nó ngon, mà nó ngon ăn hết rồi không có ăn nữa, cho nên phải gắng ăn. Thôi bây giờ mình sẽ kết thúc video nha mấy bạn. Bây giờ tới giờ mình nói xàm, mình nói đế rồi đó, tại vì mình ăn no quá, bắt đầu mình nói suy nghĩ nó không có logic, từ ngữ nó sẽ có thể đảo lộn, làm cho các bạn suy nghĩ ra nhiều nghĩa, sao thấy mình thiệt là dễ thương quá đi hay sao đó. Ok, bây giờ bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn muốn mình làm nhiều video ăn vặt ngoài đường thì đừng quên để lại comment dưới video này nha. Có thể mình sẽ làm những video ăn vặt tiếp theo á, tại vì lúc này cũng đỡ hạn chế rồi, có thể quán ăn có thể mở cửa lại rồi mình có thể đi ăn vặt được rồi. Còn bây giờ thì bye bye.